Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: con trai ruột Hoài Linh tới cổ vũ cha làm giám khảo. Con trai và con gái nuôi của Hoài Linh cùng tới cổ vũ anh trong đêm chung kết Ngôi Sao Phương Nam. Đêm chung kết xếp hạng của Ngôi Sao Phương Nam 2016 vừa diễn ra vào tối nay, ngày 20 tháng 5, với sự tranh tài của hai đội Hồn Việt, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Vi Thảo, MC Anh Thơ và biên đạo múa Lê Việt, và đội Hưng Phù Sa, ca sĩ Diệu Huyền, ca sĩ Lê Minh Trung, MC Hoài Hương và biên đạo múa Lê Hải. Đến xem chương trình còn có võ Lê Thành Vinh, người được cho là con trai ruột của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và con gái nuôi ca sĩ Ánh Linh. Võ Lê Thành Vinh mặc quần jean đến trường quay cùng với Hoài Linh và cố tình né tránh ống kính. Tuy nhiên, những hình ảnh của anh vẫn bị phóng viên ghi hình lại. Trong hậu trường, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã nhiệt tình hỗ trợ cho các đội thi và các nghệ sĩ trong việc chỉnh sửa phục trang, phục sức. Bản thân anh làm giám khảo xuyên suốt của chương trình từ những tập đầu tiên và chỉ vắng mặt một hai tập gần đây vì công việc riêng. Trong hậu trường, anh chỉnh sửa trang phục cho đồng nghiệp trước khi lên sóng. Anh rất thích chương trình Ngôi Sao Phương Nam bởi ý nghĩa nhân văn của chương trình. Bản thân anh cũng nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả bởi không chỉ đưa ra những lời nhận xét về phần thi của các đội, anh còn cho thấy kiến thức, sự am hiểu về văn hóa của các vùng miền. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!